Chelsea đang rất nỗ lực để đưa đứa con lưu lạc của mình là Romelu Lukaku về lại mái nhà xưa. Dù cho mức phí để đưa chúa tể giật mình về lại Stamford Bridge sẽ khiến ông chủ Abramovich cảm thấy hơi đau thận, nhưng trong thời kỳ bóng đá kim tiền như hiện nay thì với mức giá ấy vẫn không phải là quá đắt. Khi nhìn sang anh bạn Manchester City vừa sắm về Grealish bằng hợp đồng 100 triệu bảng, và chúng ta hãy cùng nhau nhìn qua đội hình của Chelsea mùa tới sẽ khủng như thế nào với sự xuất hiện của Lukaku nhé. Đầu tiên với vị trí trung phong cắm, làm gì có chuyện Chelsea tung ra cả núi tiền đưa Lukaku về chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị. Quyết tâm chiêu mộ chân sút người Bỉ cho thấy rõ ý định bảo vệ ngôi vô địch Champions League của The Blues. Tiền đạo 28 tuổi chính là nhân tố mà Thomas Tuchel đang rất cần khi đội bóng của ông chỉ ghi 58 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021. Với khả năng tì đè và làm tường ấn tượng, Lukaku được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống 3-4-2-1 của ông thầy người Đức được nâng tầm. Anh sẽ sắm vai tiền đạo cắm trong khi những Mason Mount, Kai Havertz hay Christian Pulisic có thể xoay tua để hỗ trợ trong vai trò hộ công. Thậm chí, Werner có thể cũng sẽ được hưởng lợi nếu được thi đấu cạnh Lukaku, bởi tiền đạo sinh năm 1993 rất giỏi hút người ra biên và tạo khoảng trống để đồng đội bứt tốc và xâm nhập. Lukaku cũng là một chuyên gia trong các hệ thống được xây dựng từ những nền tảng ba trung vệ phía dưới. Antonio Conte đã biến anh trở thành một sát thủ lợi hại trong lối chơi phản công ở sơ đồ này. Cựu cầu thủ Manchester United hiện tại đã không còn là mẫu tiền đạo chỉ biết cậy sức. Anh luôn đưa ra những quyết định chuyền bóng rất hợp lý, đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Minh chứng là 11 đường kiến tạo cho các đồng đội tại Inter ở mùa 2020-2021. Nhưng bên cạnh đó, khả năng ghi bàn của tiền đạo người Bỉ cũng hết sức đáng nể. Lukaku đã lần lượt bỏ túi 34 và 30 bàn trong hai mùa giải gần nhất chinh chiến dưới màu áo Inter Milan. Để đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Manchester City và có đủ lực lượng bảo vệ Champions League, thì việc đón Lukaku trở về sẽ giúp đội hình The Blues đạt đến sự hoàn thiện. Đương nhiên, với việc Lukaku xuất hiện thì bom tấn từ Leipzig, Timo Werner sẽ phải làm quen dần với băng ghế dự bị. Đơn giản là với một target man như Lukaku rồi thì hỗ trợ cho anh, nên là hai cái tên đã và đang xây dựng được lòng tin từ ông thầy người Đức là Kai Havertz và Mason Mount. Mason Mount chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa giải trước. Tài năng trẻ người Anh góp công lớn giúp The Blues lên ngôi vô địch Champions League. Mount cũng nằm trong thành phần đội tuyển Anh lọt vào tới chung kết Euro 2020. Mount luôn chơi hay dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard, hay thậm chí khi huấn luyện viên Thomas Tuchel lên thay thế dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea. Trong khi đó, Kai Havertz đang dần lấy lại mình sau thời gian chìm nghỉm ở Chelsea, đặc biệt là sau bàn thắng quý hơn vàng giúp Chelsea vô địch Champions League. Ở trung tâm hàng tiền vệ, có lẽ không cần phải nói quá nhiều về việc bộ đôi Kante và Jorginho gần như chắc chắn án ngữ ở vị trí này. Thậm chí, Chelsea cũng khó có ai đủ khả năng đánh bật bộ đôi này ra khỏi đội hình chính. Hai cái tên còn lại trong sơ đồ 3-4-2-1 sẽ là cuộc chiến khá khốc liệt. Phía bên cánh trái, nhiều khả năng Ben Chilwell sẽ được đảm nhận vị trí này. Anh thuộc mẫu hậu vệ cánh, mang thiên hướng tấn công. Chính vì vậy, anh khá giỏi trong việc luân chuyển trái bóng lên trên với tốc độ và tư duy tốt. Sau những màn trình diễn ấn tượng, Chilwell được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong sơ đồ 3-4-2-1 mà huấn luyện viên Thomas Tuchel ưa dùng, cầu thủ sinh năm 1996 cũng không ít lần đánh mất vị trí chính thức vào tay của Marcos Alonso. Nhưng vào mùa giải mới, điều này có thể được cải thiện. Đối diện với Chilwell rất có thể là Reece James, cầu thủ người Anh đã được huấn luyện viên Tuchel thử nghiệm khá nhiều lần ở vị trí trung vệ lệch phải và hậu vệ phải, và đem về kết quả rất khả quan. Và với việc Chelsea đã mua được Conde, một trung vệ lệch phải, thì James sẽ được đôn lên chơi như một wingback. Ngoài ra, Tuchel hoàn toàn có thể chọn Ashley Quetta hay Hudson Odoi ở vị trí này, nhưng Odoi đang khá lạc lõng trong sơ đồ của Tuchel, trong khi Ashley Quetta đã có tuổi. Xuống hàng thủ ba người, quả thực huấn luyện viên Tuchel có thể yên tâm phần nào. Thiago Silva vẫn là cái tên sẽ được trọng dụng. Cầu thủ người Brazil là mẫu trung vệ mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn, với đầy đủ những kỹ năng phòng ngự mà một trung vệ cần có. Không những thế, anh cũng có khả năng chuyền bóng và phát triển bóng lên phía trên rất tốt. Silva dù đã có tuổi, nhưng ít nhất trong 1-2 mùa tới, anh vẫn sẽ là cái tên đáng tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự. Thi đấu bên cạnh Silva, như đã nói, tân binh Koundé từ Sevilla chắc chắn sẽ án ngữ ở bên phải. Hai mùa gần nhất, anh gây ấn tượng mạnh tại La Liga và cũng góp mặt ở Euro 2020. Vị trí còn lại nơi hàng thủ, người được tín nhiệm lúc này chính là Antonio Rudiger. Trung vệ người Đức không hẳn là mẫu hậu vệ chỉ dùng sức, mặc dù anh thừa sức để làm điều đó, mà còn có khả năng tham gia build up từ tuyến dưới rất tốt. Có thể thấy trong triết lý của huấn luyện viên Tuchel, những người như Rudiger, Silva sẽ luôn có chỗ đứng nhất định trong đội hình.
Cuối cùng, người chấn giữ khung thành của Chelsea không ai khác chính là Edouard Mendy. Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, tuyển thủ Senegal nhanh chóng thể hiện tài năng và là bùa hộ mệnh vững chắc của Chelsea. Người đủ khả năng tống tiễn thủ thành Kepa lên ghế dự bị và góp công lớn vào những thành công của Chelsea. Chẳng có lý do gì để Tuchel loại anh ra khỏi đội hình của mình cả. Trên đây chính là đội hình mạnh nhất mà Chelsea có thể đưa ra trong mùa giải tới. Họ có thành công hay không thì thời gian sẽ trả lời. Nhưng với những động thái của mình, Chelsea chắc chắn sẽ là cái tên đáng gờm trong cuộc đua tại Premier League và cả Champions League. Hãy cùng chờ xem Tuchel sẽ biến hóa đội hình này như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.